Trần Như và Vũ Hoàng xin kính chào quý khán thính giả. Chúng tôi xin được mở đầu bản tin tối thứ 6 ngày 14 tháng Giêng với một số tin tức đáng chú ý trong ngày. Một phép lạ của Đức Cố Thánh Cha John Paul để nhị được Giáo hội Công giáo La Mã công nhận. Các tin tức mới liên quan đến Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11. Kính thưa quý vị, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11 đã trải qua 3 ngày nhóm họp tại Hà Nội và một số đề nghị đã được đưa ra bản thảo. Đề nghị mới nhất đưa ra hôm nay là không bầu vào Trung ương Đảng những cán bộ có biểu hiện giàu lên quá nhanh, Phát biểu tại phiên thảo luận toàn thể do Chủ tịch nước Nguyễn Bình Triết chủ tọa, ông Vũ Tiến Chiến, Tránh Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã đề nghị như vậy. Ông Chiến nhấn mạnh rằng cần làm rõ những cán bộ đảng viên giàu quá nhanh lên chức cũng nhanh. Theo đó, công chức giả phải giải trình nguồn gốc tài sản khi có yêu cầu. Chính phủ phải có biện pháp xử lý những hành vi làm giàu bất chính trong đội ngũ của mình. Theo ông Chiến, trong 5 năm qua đã khởi tố hơn 1.600 vụ án tham nhũng với hơn 3.284 bị can, trong đó có 8 vụ án trọng điểm. Ngoài ra Việt Nam đã tăng được 7 bậc trong thang xếp hạng của Tổ chức Minh Bạc Quốc tế. Theo đó, năm 2007, Việt Nam xếp hạng 123 trên 179, năm 2010 xếp hạng 116 trên 178 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bên lề Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11, hôm nay, Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền phát biểu với báo chí là chất vấn trong đảng cần được trở thành hoạt động bình thường. Theo VN Express, ông Truyền nói rằng cần tạo tâm lý thoải mái, có cơ chế bảo vệ và khuyến khích người chất vấn. Vấn đề chất vấn trong đảng được ông Truyền mô tả là rất hạn chế, và ông đề nghị là nên lập diễn đàn trung ương đảng để đảng viên phát biểu chính kiến, đồng thuận hoặc không đồng thuận về một vấn đề nào đó vẫn theo ông truyền, đảng viên có thể đề nghị Bộ Chính trị giải trình một vấn đề nào đó mà chính họ hay xã hội quan tâm. Đại biểu Phạm Phương Thảo của thành phố Hồ Chí Minh góp ý rằng mở rộng chất vấn trong đảng là thúc đẩy dân chủ. Thưa quý vị, tàu đánh cá Quảng Ngãi bị chìm làm 2 người dân thiệt mạng và 28 người được cứu sống. Đây là tai nạn do tàu cá bị chìm hôm thứ Năm cách đảo lớn huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khoảng 2 hải lý. Hai nạn nhân chết đuối là phụ nữ, trong đó có một người là giáo viên tiểu học. Tàu cá này sau chuyến đi biển trên đường trở về đã ghé đảo bé rước 30 khách về đảo lớn. Số hành khách này phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Nhà chức trách địa phương hiện đang điều tra vụ việc. Đây là tai nạn chìm tàu chở khách lần thứ nhì trong vòng 2 tháng qua trên tuyến đường biển ở huyện Lý Sơn. Bộ Tài chính Việt Nam chiều nay loan báo giảm thuế nhập khẩu xăng dầu để kiềm chế giá bán lẻ cho đến hết tết nguyên đán. Cụ thể, thuế nhập khẩu nguyên liệu đang được áp dụng từ 5 tới 6% sẽ giảm xuống 0 tới 2% tùy loại. Đây là biện pháp mới được Bộ Tài chính đưa ra sau khi các doanh nghiệp được yêu cầu sử dụng nguồn trợ cấp từ quỹ bình ổn giá xăng dầu để bù phần chênh lệch do giá thế giới đang tăng nhưng chính phủ kiềm chế giá tiêu thụ trong nước. Kể từ sáng ngày 15 tháng Giêng, các công ty xăng dầu đầu mối được trích thêm 600 đồng cho mỗi lít dầu diesel nhập khẩu về Việt Nam. Ảnh hưởng giá thế giới, các công ty nhập khẩu xăng dầu trong nước báo cáo là bị lỗ 2.000 đồng mỗi lít xăng dầu bán lẻ trong mấy tuần vừa qua. Sự kiện chính phủ trợ giá xăng dầu để giảm áp lực lạm phát trong quý 1 hiện nay thúc đẩy hoạt động buôn lậu xăng dầu qua biên giới, điều mà các chuyên gia ví von là Việt Nam trợ giá xăng dầu cho cả Đông Dương. Và thưa quý vị, một phép lạ của Đức Cố, giáo hoàng John Follow đề nhị vừa mới được Giáo hội Công giáo La Mã công nhận vào ngày hôm nay. Phép lạ này giúp đưa hồ sơ của vị giáo hoàng mới qua đời năm 2005 đến một bước rất gần với việc phong thánh cho ngài. Sau khi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 công nhận phép lạ của vị tiền nhiệm đã nắm giữ chức vụ giáo hoàng 27 năm, tin cho hay Đức Cố giáo hoàng John Paul đệ nhị sẽ được phong chân phước vào ngày 1 tháng 5 tới đây tại Roma. Đây là bước cuối cùng trước khi ngài được phong thánh. Được biết phép lạ mà Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị làm có liên quan đến một trường hợp của một người nữ tu Maria Simon Pierre, 48 tuổi, bị bận Parkinson. Trước đó, bà cùng với các nữ tu khác đã cầu nguyện đến vị cố giáo hoàng và bệnh của bà đã được khỏi sau khi Đức Thánh Cha qua đời. Đến đây, chúng tôi xin được kết thúc bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Trần Như và Vũ Hoàng xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình. Xin kính chào, tạm biệt.